hi xin chào tất cả mọi người xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay nha mọi người thì ngày hôm nay lại tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện mà đang đang nóng trên mạng xã hội đó là liên quan tới cô nguyễn vương hằng cũng như là một người phụ nữ mà có tiếng nói rất là mạnh mẽ à, và là một người phụ nữ mà rất là nhiều người mà ngưỡng mộ ủng hộ và yêu thương thì còn chỉ có à, hai ngày nữa thôi mọi người hai ngày nữa là chúng ta sẽ được gặp nó chính xác hơn là một ngày rưỡi nữa thôi là chúng ta sẽ được gặp cô Nguyễn Phương Hằng mình thấy bằng da bằng thịt ở ngoài chứ không qua những cái hình ảnh trên mạng xã hội mà hôm giờ là có những cái hình ảnh gọi là hình ảnh rất là cũ rất là xa xưa nha mọi người thì ngày hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người cái vấn đề liên quan tới sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng thì mấy ngày nay thì cô chú anh chị đã nghe rất là nhiều những cái thông tin cũng như là những báo đài đã chia sẻ thông tin là cô Hằng đã quay trở lại thì trước cái việc làm đầu tiên của cô khi hòa nhập với cộng đồng thì sau khi hòa nhập với cộng đồng thì cô vào nhận chức tại công ty Đại Nam phục chức tại công ty Đại Nam thì cô đã làm một cái hành động rất là thiết thực và một cái hành động cả nước cũng như kiều bào trong và ngoài nước ủng hộ nhiệt liệt hai tay hai chân mọi người đó là cái uh, việc quyên góp nó từ thiện để uh, gửi cho mặt trận tổ quốc việt nam giúp đồng bào phía bắc uh, chịu thiệt hại về cơn bão uh, số 3, bão gia ghi vừa qua thì đây là một tấm lòng vàng nha cô chú anh chị thì cái hành động này người dân cả nước cũng như kiều uh, bào nước ngoài người ta vẫn quan hệ ủng hộ và nói chung là thế giới luôn cô chú anh chị một việc làm thánh thiện cô đứng lên kêu gọi để quyên góp cho mặt trận tổ quốc đi giúp đồng bào gặp thiên tai vậy ai cũng ủng hộ cả nước cũng ủng hộ nhưng chỉ có một người và một số cá nhân bày đàn không ủng hộ cái việc làm của cô và cho đây là cái việc làm để cô kêu gọi lấy tiền đút túi riêng để đem bù lỗ cho cái số tiền thiệt hại của công ty đại nam mỗi ngày lên tới 500 triệu đồng thì đây là những lời lẽ của ai mọi người nghe chắc mọi người cũng hiểu rồi. Đây là những lời lẽ của chị Lan, chị Đinh Lan. Thì chị này cho rằng cô Nguyễn Văn Hằng kêu gọi từ thiện để nhằm mục đích là lấy tiền đó để đút túi để bù lỗ vào cái số tiền thiệt hại của Đài Nam là mỗi ngày lỗ 500 triệu. Thì mình không biết là cái cơ sở nào và cái nguồn thông tin ở đâu và cái dữ liệu nào mà chị Lan lại nói Đại Nam một ngày lỗ 500 triệu thì mình chắc chắn đây là một cái thông tin hoàn toàn bịa đặt và hoàn toàn là du khống nha mọi người. Vì sao? Vì suốt mấy năm nay chị Lan cứ luôn miệng kêu gào là nói là Đại Nam công ty Đại Nam đổi chủ nhà của cô Nguyễn Phương Hằng, à, à, villa Hằng Hữu thì bị dân hồ siết nợ và đuổi ra đường. À, Đại Nam mất nợ hàng ngàn tỷ đồng, đó và ông Quỳnh Quy Dũng là kẻ chủ mưu cô hằng là người cầm đầu suối 35 kênh youtube tấn công chị lan thì những cái lời lẽ và những cái hành động này của chị lan thì đây là một em xin khẳng định đây là một những cái lời lẽ hoàn toàn vu khống và bịa đặt và có những câu từ mà sau khi cô hằng được um, giảm án về giảm án trước thời hạn để về nhà với gia đình tái hòa nhập với cộng đồng thì chị lan cho rằng đây là cái sự việc làm sai trái của các quan chức năng đã sai quy định pháp luật À, cho cô Hằng về sớm rất là nhiều cái lời lẽ như miệt thị và à, không hay đến với cơ quan chức năng đặc biệt là tỉnh Bình Dương đó là trại giam An Phước mọi người và hỏi là trại giam An Phước ai cho quyền và ai ký lệnh để cho cô Nguyễn Phương Hằng được tại, được tại ngoài sớm về nhà với gia đình sớm trước thời hạn thì những lời lẽ như vậy thì chắc chắn là chị Lan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những câu nói của mình pháp lực cho mọi người thì cái gì nó cũng vậy cô chú anh chị cái những cái việc làm của cô hằng là cả nước người ta đều đồng tình mình thấy một cái việc làm như vậy ai cũng ủng hộ mọi người trong khi cô hằng mở ra một cái chương trình gây quỹ này thì đại nam mở cửa đón chào tất cả mọi người trên mọi miền đất nước vào đại nam không tốn vé vào cổng là cái thứ nhất cái thứ hai là miễn, miễn phí tất cả những cái trò chơi ở các khu vui chơi ở Đài nam như biển vườn thú hay là xe điện tất cả thì nhằm mục đích cô muốn giao lưu với khán giả và cũng lên tiếng kêu gọi để ủng hộ cho đồng bào bằng những cái việc làm là bỏ cái những cái thùng quyên góp ở đó ở trong khu du lịch đó mọi người để cho người dân thì lòng hảo tâm của mọi người để người ta bỏ tiền vào đó để giúp ai mọi người hay mọi người giúp đồng bào phía bắc các tỉnh phía bắc Kiểu thiệt hại của cơn bão gia Ghi, bão số 3 vừa qua đó thì chị lan lại nói những cái lời lẽ thật là khó nghe đó rất là khó nghe nhưng mà cô hằng chưa bao giờ lên tiếng là phải ép hay là bắt buộc mọi người đi vào đó mà chơi vui cho miễn phí thì phải lấy cái tiền miễn phí đó ra bỏ vào thùng quyên góp đâu có nói câu đó của chú anh chị cô hằng chưa bao giờ nói câu đó và tất cả những người trên Đại Nam cũng chưa ai bao giờ nói câu đó thôi mọi người. Cô Hằng chỉ mở ra cái cái chương trình gây quỷ này nhằm tùy lòng hảo tâm của mọi người. Ai bỏ cũng được, không bỏ cũng được. Người ta không có lý gì người ta bỏ mọi người. Người ta có ít bắt người ta bỏ nhiều xong người ta bỏ. Cô Hằng chứ đâu phải những cái, những cái thằng ma tăng kia. Đó, cô Hằng không phải giống những người ma tăng kia mà là phải cúng cúng dường phải mệnh giá cao nó phải đưa chính tay thầy chủ trì mà, và cô hàng đâu có kêu là phải đưa chính tay cho cô chuyển khoản cho cô mà cô hàng kêu là phải bỏ vào cái thùng đó thì cái thùng đó tức chắc chắn là sẽ được niêm phong sẽ được sự giám sát của mặt tổ quốc tỉnh bình dương đúng không mọi người chứ sao mà làm đơn giản được cô chú anh chị những cái thùng đó thì sau khi hết cái chương trình thì sẽ công khai trên sau khi hết cái ngày đó thì sẽ công khai tại chương trình luôn, công khai một cách rõ ràng, minh bạch như vậy. Và cô Hằng đâu có được lợi ích gì trong cái vụ này mọi người. Cô Hằng chỉ, cô Hằng chỉ muốn giúp người, giúp đồng bào chúng ta. Thì cô Hằng lên tiếng như vậy thì ai yêu mến đồng bào thì gửi giúp đồng bào. Chứ cô Hằng đâu có biểu gửi cho cô Hằng. Đúng chứ mọi người. Vậy tại sao cũng có Nhật chị Lan cũng như những cái những cái người mà gọi là bày đàn lên tiếp tục du khống cô hằng là nói là cô ghét kêu gọi từ thiện tại sao lại cô lại đi kêu gọi từ thiện cái này là một cái hai cái việc hoàn toàn nó khác nhau những cái người mà nghệ sĩ kêu gọi từ thiện là kêu gọi vào cái tài khoản của mình kêu gọi vào tài khoản của mình và tự tung đi làm qua những cái video clip 10 triệu 5 triệu thì phát có 3 tờ 4 tờ thì có đủ hay không người thì người ta phải đặt cái dấu hỏi vào đó và người ta kêu sao kê là cái đó là trách nhiệm đúng chưa và nghị định 93 cũng đã ra thì cô Hằng đã làm đúng với mục tiêu của nhà nước đặt ra khi kêu gọi thì phải rõ ràng minh bạch thì cô Hằng kêu gọi quyên góp làm gì bỏ vào cái thùng rồi cái thùng đó sẽ được bên mặt trận tổ quốc Việt Nam của tỉnh Bình Dương đó niêm phong lại và tới ngày tới giờ khui ra thì mở ra trực tiếp công khai hoàn toàn vậy thì sao kê làm sao mọi người còn gì phải sao kê đó, sao kê trực tiếp Ng người khi mà khui thùng có người bên cơ chức năng ngồi kiểm chứng đó thì như vậy thì nó quá là chân thực nó quá là thực tế còn gì nó đúng không mọi người vậy sao mà cũng có lên chỉ trích công hàng đó thì mình không hiểu nên em nói cô chủ của anh chị thì mình yêu mến cô nguyễn văn hàng mình thương cô Nguyễn Phương Hằng thì mình cứ tiếp tục đó, tiếp tục ủng hộ những việc làm tốt của cô đó còn những cái thành phần mà xấu xa những thành phần du khống bị đặt đặc biệt là chị Lan lắm mọi người có những cái thành phần cũng như um, Trang Vina hay là những cái tên khác thì cũng tấn công cô Hằng tấn công vào những cái quỹ từ thiện của cô thì thật sự mình không biết là những con người này cũng mang có tính có phải là con người hay không thì mình không hiểu được đó nên tóm gọn là một câu là cô chú anh chị sẽ được gặp nó thành tượng cũng như là người mình yêu mến yêu mến của mình đó vào tối ngày chủ nhật là ngày vào lúc 18 giờ tới à, 22 giờ đó 18 giờ tới 22 giờ là từ 6 giờ tới 10 giờ đêm đấy, cô chú anh chị còn bằng ngày thì cô chú anh chị vào dẫn con em của mình vào khu lịch vui chơi giải trí thoải mái được miễn phí tất cả thì rất là mong tất cả cô chú anh chị đi vào đại nam đó chơi để giao lưu đó, cũng như là để uh, uh, stress trong những ngày làm việc uh, cuối tuần mệt mỏi của mình có từng làm thì ngày cuối tuần thì mình tới mình uh, dẫn con cái rồi đi chơi đó đi tham quan đây đó và đi được vào đại nam thì rất là ok mọi người vào đền thờ thấy là uh, uy nghi rộng lẫy và rất là trang nghiêm thì ai chưa đến thì hãy thử đến một lần còn ai đã đến rồi thì uh, mọi người hiểu À, như thế nào và mọi người đến đó mục đích của cô chú anh chị đến đó là cái gì thì cô chú anh chị tự quyết định nha. Đó, à, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì à, một lần nữa thì em cũng xin tạm dừng cái video tại đây và hẹn cô chú anh chị vào video sau của mình. Bye bye tất cả mọi người.